Hi, welcome back to my channel. Start screen roll, okay? Oh, mine's RCC.
không biết ở đâu. Oh my god. Tức là ở phía bên nào. Khi ở bên này thì những người dân mới chạy đi. Mình sẽ phải kiểm tra xem. Rất khó để tìm được assassin. Dưới đây, đó là một anh chàng cầm súng ở ngay dưới. Ok, vậy thì đã biết rồi, anh ta sẽ ở dưới này. Mình sẽ xem sao anh ta chỗ nào. Khi rút súng ra thì các bạn sẽ biết được đó là ai sao? Assassin. Không phải anh chàng này. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tên thứ 3. Let's go. Hey, hey, so there he is, huh? I got you a nice little place. This is it, Tony Holmes. What? Do I abuse you? Now take me to my place. Thank you.
Apartments cost money, Tony. OK, và từ cái tiếp theo. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's get over.
Gus. Bắn luôn. Wow. Ok, vào tới kênh tiếp theo. GTA Vice City. Let's go. Get some sleep, he says. Hey, wait up. Nah. Go get him, and I'll keep the engine running. Stop delaying my game. Come on, let's prove it's a baller's territory. I can say I told you so. This up here, and I'll go up and do another hood. Và tiếp tục, các bạn sẽ phải tô tiếp ở đường bên này. Let's go. What the fuck? Get that fool! Thank you.
Get us back to the hood, CJ. Sau đó thì các bạn sẽ đến điểm vàng tiếp theo. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ 8, Traffic Reader. Ok, let's go. Let go. So far, the good to show. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ mình nha. Thank you so much.
Let go. First night. Có vẻ đăng nhập từ game này hơi lâu. Loát rất chậm luôn. Ở từ game này thì cần cấu hình cao một chút. Các bạn phải có cấu hình cao. Và các bạn có một kết nối wifi ổn định. Khi đó thì các bạn mới vào được từ game này. Còn nếu không thì rất khó vào luôn. Thì đây là một tựa game khác lạ. The game is Chris, Bean, Sharon, Wister, Shiva. Zero Rachichu. Let go. Hoa lạ, không biết có vào được không. Thì đây là một tựa game cũng khá là hay và hấp dẫn các bạn nhé. Một trong những tựa game khá đẹp mắt trong series Rushing.